G34, miền Nam Tịnh Cương, quốc lộ xuyên biên giới tới Pakistan, được mệnh danh là một trong những quốc lộ đẹp nhất của Trung Quốc các bạn. Các dãy núi đủ sắc màu ha, màu xám, màu vàng, màu cam, kể cả màu đỏ bạc đô, màu trắng của núi tuyết chập trùng hòa quyện vào nhau giữa nền trời xanh. Palmer，嗯，对，昆仑山的那个西藏的那个方向。哦，就是。Dãy núi phía trước có tên là Pamir, còn dãy núi Cung Lun về hướng biên giới với Tây Tạng. Bây giờ là hơn 10 giờ sáng ngày 20 tháng 7 2024.